sống vào ngày mới, những cánh đồng lúa ven sông bằng, những cánh rừng rung trên cao đó, những tiếng đàn tính nghe rộn rã. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 11. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tại thành phố Cao Bằng, Ban chỉ đạo chương trình chống lao quốc gia đã giao ban công tác phối hợp. Tham dự có Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 15 tỉnh, thành phố, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Bắc Giang. Từ đầu năm 2020 đến nay, chương trình chống lao quốc gia duy trì mạng lưới phòng chống lao 4 cấp từ trung ương đến địa phương ở 100% xã phường thị trấn. Số dân được dự án phòng chống lao bảo vệ là 100%. Tổng số ca bệnh phát hiện mới và tái phát được phát hiện là 44.264 trường hợp. Trong đó tỷ lệ phát hiện là 45,3%, tỷ lệ điều trị thành công đạt 94,6%, tỷ lệ bệnh nhân lao được xét nghiệm HIV đạt 95,5%. Chương trình chống lao quốc gia dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống lao giai đoạn 2018-2020 đã triển khai khung hoạt động phối hợp lao HIV, ưu tiên các hoạt động can thiệp dự phòng, chẩn đoán và điều trị HIV bệnh lao ở Việt Nam như chẩn đoán HIV sớm, điều trị kháng virus, điều trị dự phòng lao, kiểm soát lây nhiễm, sàng lọc và chẩn đoán phát hiện lao bằng những kỹ thuật SPECT, xét nghiệm HIV ở bệnh nhân lao, điều trị thuốc ARV và điều trị lao. Trong thời gian tới, chương trình chống lao quốc gia sẽ tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng giám sát tư vấn lao HIV, chỉ đạo các huyện thành phố lập kế hoạch phối hợp phòng chống lao HIV, kiện toàn và củng cố ổn định mạng lưới chống lao HIV từ tỉnh, huyện đến xã, tổ chức truyền thông trực tiếp tại các cụm dân cư, các hộ gia đình bằng nhiều hình thức, tăng cường công tác giám sát tư vấn để bệnh nhân lao và HIV đi làm xét nghiệm, thành lập tổ chuyên gia chẩn đoán lao phổi âm tính đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu của địa phương. 10 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Toàn tỉnh đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm 32 người chết, 62 người bị thương, giảm 14 vụ, 3 người chết, 17 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Ước thiệt hại tài sản khoảng 886,3 triệu đồng. Để có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Các đơn vị chức năng có nhiều đổi mới trong các mặt công tác, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng nhiều giải pháp. Thực hiện tốt kế hoạch của Bộ Công an về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 và kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh về năm an toàn giao thông với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe, huy động tối đa lực lượng phương tiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, 10 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 8.722 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 162 xe ô tô, 2.348 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 514 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 8,2 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ tai nạn do người điều khiển vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ như tránh, vượt sai quy định, người điều khiển đi sai làn đường, phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở những tháng cuối năm, các ngành các cấp tiếp tục chú trọng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm với các chủ đề cụ thể, kết hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác, thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2020, tỉnh Cao Bằng đã vận động quyên góp được 2 tỷ 94 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng về ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, tính đến ngày 9 tháng 11 đã có gần 200 cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ tỉnh Cao Bằng đã chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ của 6 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị với số tiền 600 triệu đồng, mỗi tỉnh 100 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động được 29 triệu 700 nghìn đồng đã chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng vận động được 761 triệu đồng, thành lập đoàn đến các tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh thăm hỏi động viên, tặng quà 500 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, mỗi suất 1 triệu đồng, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đối với nhân dân miền Trung. Sau hơn một tháng phát hiện tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lăng, đến nay bệnh viêm da nổi cục ở đàn châu bò đã lây lan ra địa bàn 6 huyện, gây mối lo ngại cho ngành chăn nuôi. Trong đó đã có 26 con gia súc bị chết vì dịch bệnh này. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, đến ngày 14 tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh, có 234 con trâu bò của 102 hộ tại 34 thôn xóm thuộc 17 xã thị trấn ở các huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Bảo Lâm và Nguyên Bình bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Trong đó đã có 26 con gia súc bị chết vì dịch bệnh. Chỉ tính trong vòng một tuần từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, phát hiện thêm 4 ổ dịch mới tại các xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, Mông Ân, Bảo Lâm, Quang Vinh, Trùng Khánh, Thành Công, Nguyên Bình, với số gia súc mắc mới 48 con và chết 9 con của 33 hộ chăn nuôi tại 12 xóm. Bệnh viêm da nổi cục ở đàn châu bò là bệnh lạ mới xuất hiện, chưa có vaccine tiêm phòng. Hiện tình hình dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan và diễn biến phức tạp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã gửi công văn cho các địa phương hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cử cán bộ tăng cường kiểm tra giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật giúp người dân phòng bệnh, chuẩn bị đầy đủ hóa chất vật tư, dụng cụ cho công tác phòng chống dịch tại các địa bàn đang phát dịch và vùng có nguy cơ cao. Đến nay, cơ quan chuyên môn đã xuất 200 lít hóa chất phun khử trùng tiêu độc, diệt các loại ruồi muỗi, ve cho các huyện có dịch. Đồng thời tích cực giám sát cơ sở và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Thành lập 3 chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại huyện Hạ Lang để kiểm soát trâu bò ra vào các xã có dịch. Cách ly toàn bộ gia súc chưa có dấu hiệu của bệnh viêm da nổi cục, nuôi nhốt trâu bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Khuyến cáo người dân không vận chuyển trâu bò khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhằm hạn chế lây lan diện rộng. Vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 13 tháng 11, tại xóm Én Cổ, xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm đã xảy ra vụ cháy nhà của ông Sung A Nó. Nguyên nhân do bốc cháy từ can xăng cạnh bếp lửa làm hai bố con ông Sung A Nó bị bỏng nặng. Do cháy can xăng, ngọn lửa bùng phát thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà, ước thiệt hại trên 100 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong đã đến kiểm tra hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng, đồng thời huy động nhân dân giúp gia đình ông Sung A Nó làm ngôi lán để gia đình ở tạm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đến thăm động viên hai cháu đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, bước đầu hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng. Do bị bỏng nặng, cháu Sung A Vương đã chuyển tuyến ra bệnh viện tỉnh điều trị. Chuyển sang phần tin trong nước. Học viện Báo chí Tuyên truyền vốn nổi tiếng là cái nôi đào tạo, ươm mầm và tạo đà phát triển cho biết bao thế hệ nhà báo. Nhưng ngôi trường lớn này còn ghi dấu ấn về một khoa, ngành học gắn với tên tuổi vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, khoa tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa chỉ xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong thời kỳ mới, từ trung ương đến địa phương. 20 năm, những gương mặt thân quen lại tề tựu trong ngày hội khoa. Từ nơi đây, bao thế hệ giảng viên, học viên, sinh viên đã tâm huyết, nhiệt thành trong giảng dạy, đã tự tin trưởng thành, đem tài năng trí tuệ phục vụ đất nước. Nhiều người đã thành đạt, giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên dấu ấn đậm nét cho khoa tư tưởng Hồ Chí Minh. Được thành lập tháng 5 năm 2000, bắt đầu từ tổ bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khoa lịch sử Đảng. Trong 20 năm qua, khoa tư tưởng Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Từ lúc có 5 giảng viên, đến nay đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa đa số là phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên đào tạo cử nhân ngành chính trị học, thạc sĩ ngành Hồ Chí Minh học. Không chỉ làm tốt công tác đào tạo, khoa còn là địa chỉ đỏ trong nghiên cứu khoa học, khi chủ trì hơn 100 đề tài khoa học cấp nhà nước, bộ ngành, hàng chục cuốn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, phục vụ chương trình đào tạo cũng ra đời trong giai đoạn này, đóng góp chung vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo. Phải nói đóng góp của khoa tư tưởng Hồ Chí Minh từ một tổ cho đến ngày hôm nay khoa tư tưởng Hồ Chí Minh thì rất nhiều. Thứ nhất là đưa cái bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một cái bộ môn khoa học giảng dạy cho tất cả các cái lớp từ đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Cái thứ hai là đóng góp vào cái nghiên cứu khoa học làm rõ về cuộc đời, rồi tư tưởng, rồi đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, rồi tuyên truyền về cái tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn dân.
Trải qua chặng đường 20 năm trưởng thành và phát triển, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo lập sự trưởng thành về nhân cách đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ trung ương đến địa phương, đào tạo cho Đảng, Nhà nước, các địa phương những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ về khoa học chính trị. Đều là cán bộ đảng viên, chúng tôi luôn luôn thấm nhuần cái tư tưởng đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh để chúng tôi học tập áp dụng vào trong công việc, trong cuộc sống, đặc biệt là chúng tôi đã rèn luyện cái đạo đức, cái phong cách làm việc theo Bác và theo tư tưởng của Bác. Học không chỉ để làm nghề mà còn để làm người, đó là điều tiên quyết mà môn khoa học chính trị này hướng tới. Và trong buổi ôn cố tri tân này, tất cả lại kỳ vọng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ có những bước tiến mới, sẽ vươn lên một tầm cao mới khi đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trở lại bứt phá sau 20 năm, từ triển lãm tranh trừu tượng đầu tiên vào năm 1999, khoảng trống của họa sĩ Trần Lưu Mỹ với những bức họa bay bổng, lay động người xem được coi là những dấu ấn đặc sắc cho xu thế phát triển đa dạng của hội họa, của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Khẳng định, đến với nghệ thuật rất khó khăn và nhọc nhằn, nên họa sĩ Trần Lưu Mỹ lại lựa chọn cách bộc lộ cảm xúc riêng có, nhẹ nhàng, giản dị mà lắng sâu. Đó là người nghệ sĩ kể lại những câu chuyện của đời mình. Khoảng trống sinh ra thông qua những màu sắc khối nét, mảng tối sáng, đậm nhạt, anh đã tái hiện những năm tháng thơ ấu khi đi sơ tán, một Hà Nội đau thương trong cuộc chiến tranh, một thời bao cấp khó khăn và cả những ẩn ức về niềm vui, nỗi buồn. Tôi muốn vẽ ra những khoảng trống trong tôi, bởi vì tôi cũng không có cách nào khác để bộc lộ. Tất cả những cái đó thì nó tập hợp lại và bằng những cái trải nghiệm như vậy thì tôi dùng những cái cấu trúc về hình nét, màu sắc rồi những cái âm hưởng của đường nét, của màu sắc và tìm ra một cái không gian để nó bộc lộ được tất cả những cái mà trong tôi muốn bộc lộ ra. Theo các nhà phê bình, sau 20 năm ẩn mình nhưng vẫn miệt mài sáng tác, họa sĩ Trần Lưu Mỹ đã trở lại với khoảng trống đầy bứt phá, thoát ra khỏi cái bóng của người cha, họa sĩ Trần Lưu Hậu, một danh họa kháng chiến nổi tiếng trong nền mỹ thuật đương đại, bình tâm bước vào thế giới sắc màu. Trần Lưu Mỹ thực sự cởi mở hơn với những khoảng trống đầy cảm xúc được chất chiêu, lưu giữ. Cái khởi động của cảm xúc là khởi động từ cuộc sống thường ngày. Anh vẫn đang sống cái thường ngày, anh đối diện với nó, buồn vui, đau khổ hay là hạnh phúc với nó. Và cái câu chuyện nó chỉ là cái trạng thái vô sức của cảm xúc để đẩy bút và chọn màu ẩm lên bức họa thôi. Đây chưa phải là tất cả những gì Trần Lưu Mỹ đã sáng tác trong 20 năm qua. Nó chỉ là những cái chọn lọc để thấy rằng anh có những đỉnh điểm của cái thăng hoa để tạo nên những cái bút pháp, cái bút lực. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà tâm hồn mình không đủ trong trẻo để cảm nhận cuộc sống, trạng thái tinh thần của mình không đủ tĩnh để vượt qua những cái cám dỗ của đời thường, tôi nghĩ rằng là cũng khó lòng mà hôm nay triển lãm này mang đến cho chúng ta những cái sự an lành, tĩnh tâm mới. Triển lãm khoảng trống cũng thu hút đông đảo giới họa sĩ, nhà nghiên cứu, phê bình và cả những người ngoại đạo thưởng tranh. Bởi đối với tranh trừu tượng, họ đến chỉ vì thích những gam màu rực rỡ, những lát cắt ngọt ngào. Sẽ có người cảm nhận sự lay động, dũng cảm bước ra khỏi sự kìm nén, kiềm chế của bản thân. Cũng có người cảm nhận sự an ủi trong tâm hồn. Xem tranh trừu tượng không cần giải thích, chỉ nên cảm nhận bằng ấn tượng thị giác. Đó cũng là sự chia sẻ, hòa quyện tư tưởng với người nghệ sĩ. Và Trần Lưu Mỹ đã tự tin bước tới, lưu giữ những trạng thái cảm xúc trên từng bức họa. Vừa qua, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến hai dự thảo Luật Giao thông Đường bộ sửa đổi và Luật Đảm bảo Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Đây là hai dự luật được tách ra từ Luật Giao thông Đường bộ hiện hành, do hai cơ quan khác nhau chủ trì soạn thảo là Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an. Tuy nhiên, sau khi được gửi phiếu xin ý kiến, 302 đại biểu Quốc hội không tán thành tách Luật Giao thông Đường bộ hiện hành. 321 người không đồng ý chuyển thẩm quyền cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an.
Kết quả xin ý kiến về việc có tách thành hai luật hay không, có 302 đại biểu Quốc hội không tán thành việc tách luật, chiếm 62,79% tổng số đại biểu Quốc hội, và 110 đại biểu tán thành, chiếm 41,62% tổng số đại biểu Quốc hội. Nội dung thứ hai được nêu ra trong phiếu xin ý kiến là việc chuyển chức năng quản lý đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Phần lớn đại biểu Quốc hội không ủng hộ. Theo đó, có 321 đại biểu Quốc hội, chiếm 66,74% tổng số đại biểu Quốc hội, chọn phương án không chuyển. Và có 86 đại biểu Quốc hội chọn phương án chuyển, chiếm 7,88% tổng số đại biểu Quốc hội. Nội dung thứ ba được đưa ra lấy phiếu thăm dò là việc chuyển dự thảo luật này sang xem xét tại kỳ họp thứ hai Quốc hội nhiệm kỳ sau, khóa 15. Kết quả có 251 phiếu xin ý kiến thể hiện quan điểm tán thành phương án này, chiếm 52,18% tổng số đại biểu Quốc hội. Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút công bố ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động. Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, sau một thời gian tích cực khẩn trương triển khai, tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong nước, các chuyên gia ngân hàng thế giới, đến nay, ứng dụng VSSID đã hoàn thành để sẵn sàng đi vào hoạt động và được cung cấp trên hai kho ứng dụng App Store, hệ điều hành iOS, Google Play, hệ điều hành Android. VSSID Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ứng dụng VSSID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tra cứu các thông tin, mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, dịch vụ hỗ trợ 24/7. Sử dụng ứng dụng VSSID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động của các đơn vị doanh nghiệp. Đồng thời, ứng dụng VSSID còn là một kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng, cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện để người sử dụng thấy được giá trị nhân văn của các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Phát biểu sau khi bấm nút công bố ứng dụng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc ra đời ứng dụng hôm nay là một bước tiến mạnh mẽ, thiết thực trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội, góp phần vào chiến lược số quốc gia và xây dựng chính phủ điện tử. Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan chức năng thu hồi sản phẩm rượu nếp Hầm Rượu Việt sau khi có 7 bệnh nhân ngộ độc methanol được xác định liên quan tới sản phẩm này. Ngày 12 tháng 11, trên cơ sở báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai tại công văn số 1449 BMCV về việc tiếp nhận 7 bệnh nhân trong 2 vụ ngộ độc methanol, trang thông tin điện tử của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế phát đi cảnh báo khẩn ngộ độc methanol sau khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Một bệnh nhân tử vong, một bệnh nhân suy giảm thị lực nặng và di chứng thần kinh. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã giao Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện ngay hoạt động thanh tra kiểm tra hàng hóa trên thị trường. Nếu phát hiện ra sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường, cần kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định. Thông tin sản phẩm bị cảnh báo cụ thể như sau. Tên sản phẩm: rượu nếp Hầm Rượu Việt. Bao gói can 30 lít. Số công bố hợp quy 20/2018/ITHI-XNCB. Nhà sản xuất, cơ sở sản xuất rượu đất lúa. Địa chỉ: Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên. Điện thoại 0979-441-232. Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm với thông tin nêu trên và thông báo tới cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức cá nhân có bán các sản phẩm này. Nhà xuất bản Văn học giới thiệu Nghề Vương Bụi Phấn, tác phẩm thứ 3 của tác giả Nguyễn Huy Du, gồm những câu chuyện về tình thầy trò với văn phong mộc mạc giản dị nhưng lôi cuốn, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cuốn sách gồm 12 câu chuyện nhỏ mà qua mỗi câu chuyện, bạn đọc sẽ gặp lại thời cấp sách của mình với những ký ức ấm áp với thầy cô, với bạn bè. Cuốn sách cho bạn đọc thấy mái trường tuổi thơ từ những ngày gian khó, những lớp học vùng sâu vùng xa nơi biên cương hải đảo. Hình tượng các thầy cô giáo trong tác phẩm vừa thân quen, gần gũi, vừa biểu trưng cho vẻ đẹp của từng thời đại. Đó là những người thầy đi qua cuộc chiến tranh, những cô giáo sớm hôm vất vả vì bươn trải với nghề, với đời, và cả các thầy cô giáo trẻ trung năng động trong thời đại công nghệ số. Đây là tác phẩm thứ 3 của Nguyễn Huy Du,
sau tỏa sáng từ những khát vọng cháy bỏng, Nhà xuất bản Lao động năm 2017 và Nước cờ hòa, Nhà xuất bản Kim đồng năm 2020. Tác phẩm Nghề vương bụi phấn được tác giả viết trong thời gian cả xã hội phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lũ. Cùng với hoạt động xuất bản, ra mắt sách, tác giả dành toàn bộ nguồn tiền thu về từ cuốn sách hỗ trợ cho hoạt động tủ sách thiện nguyện Lá Bồ Đề trong chương trình Đưa chữ lên non trong kỷ nguyên số 4.0, được triển khai từ năm 2019 và hệ sinh thái giáo dục 4.0 TOTA đang thực hiện. Những chương trình này đã có những hoạt động thiết thực nhằm chung tay với cộng đồng để chia sẻ với những trẻ em hiếu học vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sự chia sẻ với đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh. Trong cuộc họp báo trực tuyến mới đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh SARS-CoV-2 là chủng virus nguy hiểm, có thể tấn công mọi bộ phận trong cơ thể người. Những quốc gia để SARS-CoV-2 lây lan, mất kiểm soát là những nước đang đùa với lửa. Mở đầu bài phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong lúc tiếp tục nhận tin tốt lành về vaccine ngừa COVID-19, thế giới vẫn lạc quan một cách thận trọng về khả năng ra mắt phương thức điều trị mới trong vài tháng tới. Ngay bây giờ, chúng tôi đang vô cùng quan ngại về sự bùng phát ca bệnh tại một số quốc gia, đặc biệt là tại châu Âu và châu Mỹ, nhân viên y tế và hệ thống y tế đang bị đẩy đến giới hạn, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh. WHO đã đưa ra hướng dẫn và công cụ để tăng cường khả năng ứng phó cho các lực lượng y tế và sức khỏe cộng đồng, cũng như hỗ trợ vật tư và phương tiện để quản lý người bệnh COVID-19. Hiện 15 đội y tế khẩn cấp của WHO đang hỗ trợ các nước lên kế hoạch và triển khai các nỗ lực ứng phó khẩn cấp. WHO và các đối tác cũng đang làm việc với các chính phủ, nhà lãnh đạo phụ trách y tế để đảm bảo các nhân viên y tế mắc bệnh đều được bảo vệ. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý, đầu tư vào lực lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đào tạo chuyên nghiệp và được bảo vệ sẽ giúp các nước có đủ nhân lực truy vết tiếp xúc và bảo đảm những người mắc bệnh có thể được cách ly khỏi người khác và những người tiếp xúc với người bệnh được nhận diện, khai báo y tế và quản lý phù hợp. Tại những nơi mà các ca bệnh bắt đầu giảm, hãy tiếp tục đầu tư để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Người đứng đầu WHO cho rằng không có lý do gì để bao biện cho việc không hành động. Thông điệp của WHO là hành động nhanh chóng, hành động ngay bây giờ, hành động dứt khoát. Greenfeed Việt Nam thông báo sẽ tiếp nối hành trình 10 năm chương trình tiếp sức nhà nông, cam kết tiếp tục cung cấp giải pháp chăn nuôi hiệu quả, giúp cải thiện sinh kế cho phụ nữ nghèo nông thôn với tổng ngân sách hỗ trợ 7 tỷ đồng. Khởi động từ năm 2010 với mục tiêu cải thiện sinh kế cho các gia đình tại khu vực nông thôn, chương trình tiếp sức nhà nông đã hỗ trợ vốn vay không lãi suất cùng tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho hơn 2.000 hộ nông dân tại 16 tỉnh thành trên khắp cả nước. Tổng nguồn quỹ của chương trình dùng làm nguồn vốn hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho bà con là hơn 50 tỷ đồng. Tỷ lệ các gia đình hoàn được vốn đạt 93%. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình tiếp sức nhà nông không chỉ cung cấp sự hỗ trợ tức thời mà còn trao giải pháp thoát nghèo bền vững dựa trên chính những thế mạnh về giải pháp chăn nuôi toàn diện của Greenfeed đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của cộng đồng, chính quyền các địa phương cũng như các đối tác trên cả nước. Hành trình của tiếp sức nhà nông năm 2020 sẽ đi qua 4 tỉnh, Bến Tre, Bình Định, Hưng Yên và Hải Dương. Với tổng ngân sách hỗ trợ 7 tỷ đồng, hoạt động chính của tiếp sức nhà nông bao gồm việc trợ vốn, hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi miễn phí cho các hộ nông dân tham gia chương trình trong 2 năm mượn vốn. Đặc biệt, các học sinh sinh viên là con em của đối tượng thụ hưởng mỗi năm tham gia chương trình sẽ được xét trao học bổng khi đạt được thành tích học tập tốt. Ngày 10 và ngày 11 tháng 11 năm 2020 vừa qua, Tiếp sức nhà nông đã thực hiện đợt trao vốn và trao thưởng đầu tiên cho các hộ nông dân thuộc hai xã An Hiệp và An Bình Tây, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, Greenfeed còn chung tay cùng đối tác khách hàng trong toàn chuỗi thực phẩm sạch hỗ trợ lên tới hơn 7 tỷ đồng cho những người dân miền Trung liên tiếp bị ảnh hưởng bởi những cơn bão vừa qua. Với số tiền này, Greenfeed cùng với khách hàng, đối tác đã cam kết hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu và giúp cải thiện cuộc sống sau lũ thông qua các hoạt động như cung cấp thực phẩm sạch, xây nhà chống lũ, hỗ trợ sinh kế sau lũ cho người dân qua việc cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi và sách vở cho trẻ em. Buổi sáng là khởi đầu cho một ngày mới, khi cơ thể sảng khoái, làm việc sẽ hiệu quả hơn. Vì vậy, hãy khởi động, nạp năng lượng cho buổi sáng đúng cách để có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nhất cho một ngày dài bận bịu.
Sau khi ngủ dậy, cơ thể cần một quá trình chuyển từ trạng thái ức chế sang trạng thái vận động và hưng phấn. Nếu ngay lập tức đứng dậy, mặc quần áo và tắm rửa, cơ thể chưa kịp thích nghi, máu lưu thông chậm, không kịp vận chuyển oxy lên não, sẽ dễ xảy ra hiện tượng chóng mặt. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, rất dễ gây tai biến tim mạch và mạch máu não. Vì vậy, khi thức dậy, bạn nên thực hiện thật chậm rãi, có thể dùng tay xoa mặt, sau đó xoa bóp thái dương, đầu và cổ, lặp lại 20 lần bằng bàn tay. Tiếp đến nắm tay thành nắm đấm, rồi gõ nhẹ 10 lần khắp mặt, sau đó là hai bên hông. Từ từ ngồi dậy, xoa bóp bắp chân, các kẽ bàn chân, hai gót chân. Uống đủ nước rất tốt cho hoạt động của cơ thể. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, dạ dày trống rỗng, nếu uống nước ấm vào lúc này giúp điều hòa chức năng vận chuyển của đường ruột. Hãy nhớ không nên uống đồ uống có nhiều đường, không có lợi cho sức khỏe, đồng thời còn gây tăng cân, đặc biệt thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa, dẫn đến da lỏng lẻo, lão hóa. Ngoài ra cũng không nên uống nước đá hoặc trà đặc, rất dễ kích thích đường ruột. Sau khi thức dậy, cơ thể đang trong quá trình cơ cứng và tuần hoàn máu chậm. Chúng ta nên thực hiện một số các bài tập kéo căng cơ để cải thiện sự linh hoạt của cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu, đồng thời làm mới trạng thái tinh thần để có một ngày làm việc, học tập tràn đầy năng lượng. Bữa sáng là khởi đầu quá trình trao đổi chất của cơ thể trong ngày mới. Những người không ăn sáng dễ bị các vấn đề về đường tiêu hóa và sức khỏe bị suy giảm. Những người nhịn bữa sáng thường có xu hướng đói vào bữa trưa, dẫn đến ăn quá nhiều. Điều này khiến tăng cân nhanh chóng. Lưu ý không ăn quá nhiều dầu mỡ sau khi thức dậy vào buổi sáng. Nếu bạn cảm thấy không thể ăn ngay khi thức dậy, hãy thử dậy sớm hơn nửa tiếng và tập thể dục hoặc tắm trước khi bắt đầu ăn. Tắm nước ấm buổi sáng không chỉ giữ cho cơ thể sạch sẽ mà tâm trí cũng luôn thoải mái, quá trình lưu thông trong cơ thể càng tốt hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy tỉnh táo, vui vẻ và suy nghĩ được thông suốt, rõ ràng hơn. Điều này rất cần thiết đối với những người lao động trí óc. Danh sách sẽ không chỉ đảm bảo bạn sẽ hoàn thành tất cả những việc cần làm mà chúng còn khiến bạn cảm thấy rằng bạn đang điều hành một ngày của mình. Cùng với việc giúp bạn lập kế hoạch cho ngày và tuần của mình, các danh sách sẽ giúp cho bộ não của bạn không bị lộn xộn và quá tải, từ đó giảm đáng kể căng thẳng. Bạn nên hình thành thói quen đi đại tiện vào buổi sáng. Việc làm này giúp bài tiết chất thải ra khỏi cơ thể, giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón. Đồng thời tránh tình trạng cơ thể hấp thụ lại chất độc nhiều lần. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh. Ngoài ra, thói quen đi đại tiện đều đặn mỗi ngày sau khi thức dậy không những tốt cho sức khỏe mà còn có hiệu quả cho việc giảm cân, giảm mỡ. Về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình Chào ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.